Đây mấy đứa nhỏ này. Mới vô ra pha cho mấy nhỏ ăn. Ryan. Hả? Wow. Đây. Thấy không? Thấy đàn ông đánh đang không? Bên đây đàn ông có anh Tét không à? Phụ nữ gì làm chứ đâu nhà anh Tét. Đây có Thọ nấu có nếp sống. Chứ không phải nếp chín. Nhà mình nấu nếp chín rồi này. Đây thịt vào rồi. Mày ở hôm qua anh Thọ? Hả? Ở hôm qua. Cái gì ướp à? Ướp hôm qua. Đầu xanh. Nghe không? Thấy ghê không? Đẹp không? Quá đẹp luôn chứ đâu có đừng ấy đâu. Đâu dần dừa đâu. Đây là chuối rồi, ở đây cũng có bán chuối và đây chuối đông lạnh hả? Đây là đông chuối đông lạnh không có tươi. Anh, ủa anh cột sơ đi. Ủa gối nó không chặt thì nó nở hả? Ủa vậy hả? À tại vì gói mà nếp chín thì phải gói cho chặt. Ủa cái này mình đâu có có. Ủa cái đó hành bỏ trong kia rồi hả? Hành đông thịt rồi hả? Lần tiên mà thấy cái nếp sống nè, tại nhà em có cái lần nấu sôi thôi. Nấu cái đó thì dễ gói. Nấu như nó sống nó khó gói. Nó sống chưa từng gói luôn á. Nếp sống em gói là nó chạy thịt đó hả? Nó chạy nếp chạy rồi tùm lum á. Bạn thích có nếp sống rồi hả? Nếp sống nó thơm hơn. Ôi dạ. Nhà thành em là nấu sôi không? Nó sôi để đậu cũng là ấy luôn nữa. Cũng nấu luôn nữa. Tây là tết cháy thêm hết dừa, khúc dừa đó. Là nó khúc dừa hành ấy đó hả? Ngồi cho thịt vô. Ngầu ta. Đây đó. Thấy chuyên nghiệp không? Ủa hai lớp đầu hả? Một chén chia làm hai. Một chén đậu hai chén nếp. Rồi nếp ở trên nữa. À. Một chén mình múc nữa là một chén. Một chén trước là một chén sau phải không? Một nếp dưới rồi nửa đậu trên rồi nửa đậu trên nữa rồi tới wow. Vậy đó hả? Hay là anh gói vậy đem cột cho. Anh gói sơ ra đi là cái đầu đít là em cột cho ông kia cho. Hả? Cái nào còn giả? Cái đó đang giả đó hả? Cái này đang giả đúng không? Thì còn giả đó em còn thiệt chứ. Em cột thì có thể biết cái gói này thấy phức tạp quá. Wow. Cái đây lên tí nữa. Wow. Giỏi không? Rồi lật ngược lên chàng làm vậy. Mặt kia lại.
cột, cột giả lại. À, ừ cột kia đi đây em ấy cho. Mà kia là không cột chặt đúng không? Tại ở dưới quê em không phải nữa mà nấu sôi phải cột chặt, không có chặt kìa. Chặt mà vẫn có chặt quá thôi. Ừ. Chặt này nè. Rồi ok. Không cột kia thì có thể em cứ cột. Tiếp nữa cái đậu. À, giờ là xong một lòn anh Tép. Anh đang là 28 à, 8 tiếng à. Đúng không? 4 tiếng, 4, 5 tiếng. 4 tiếng hả? Ủa chưa chín 4 tiếng à, còn thằng kia nội em hấp thằng nấu sôi không à, là thấy má nhà má em nấu là 6 7 tiếng hồi. Chân mình làm 8 tiếng. Mà bánh này anh thấy trên mạng nó để có 4 tiếng 5 tiếng à. Anh chưa bao giờ anh làm 4 tiếng á, năm rồi em làm 8 tiếng. 8 tiếng là bánh nó ngon. Nó dẻo lắm không? Chứ nó thấm ra mỡ tôm thấm ra ai bỏ hả? Nó chạy cái mỡ. Ừ. Nấu càng lâu cho nó càng ngon nha. Cái đâu nhão đâu này đâu gói đâu, đâu nhão. Thì có thể cái nếp của nó không có cái dứt lát nó không bằng Việt Nam. Việt Nam nó phơi nắng á. Ờ phơi nắng nó héo không? Nó không có rách không? Mình trồng á. Mình trồng á thì nó bị mất cái màu xanh đi. Ủa sao anh bỏ luôn hết á? Bánh nó có đẹp hả? Sao vậy? Cái này anh xăm là anh thật. Cột cái thập xong rồi cột cái gì? Ừ, quay đầu lại cột thấy thôi. Ừ, cột xong rồi gỡ cái kia ra. Lâu lắm rồi mới gói lên Tết nè. Hình như chắc khoảng mười mấy năm luôn á. Rồi gỡ mấy kia ra mới gói lại cái gì. Một cái từng cái trước, từng cái tới đâu mình gỡ tới đó, nó bung. Ồ. Hồi lần lấy ra, lấy dây lát, cắt dây lát rồi phơi ở quê. Hả? Phơi rồi bây giờ thấy ai cũng gói bằng dây chuối á. Ủa dây mũ này. Từng làm từng lóc tay lóng tay gì đó. Mình bắt đầu biết cái này ha. Rút này ra. Tới nào rút nói rồi nè, nó bung ra. Gì á? Bận lên con. Có thùng hả? Cái gì chỉ là đổ nước hả? Trời ơi, bé này nhỏ nó ấy nè. Ê Lục. Bó vậy Lục kìa. Ừ. Bó vậy. Mở cái bếp vậy không coi. Hả? Cái gì? Bây bếp hả? Bây bếp kêu ra kêu không? Kêu anh hai đi, kêu anh hai lấy gì điện thoại. Ai đây, iPad nè, iPad nè. Nó, cái kia TV kìa. Vicky, tên anh Baby Bird cho chơi lần đi. TV xong rồi. Ok. Bỏ TV lên cho Ryan coi. Baby Bird đó. Rồi ok, em xử được đó. Rồi. Rồi, đây. Ok. Đàn ông đậm đen lâu lắm rồi ta, hồi chắc hồi nhỏ mà còn học chắc học phổ thông học không mấy ha, chắc lớp 9, lớp 10 hay gì tầm đó, ở nhà hay có anh Tét á, cứ em không biết gói kia nha,
Nhưng mà cột thì không cột, thích cột. Em mà đi lên là vì anh nói em cột khổng tay. Vậy hả? Một năm mà gói gì lắm. Anh là học từ bài gì nè. Gì Sài Gòn á hả? Hả? Giờ bà về Bà Rịa ở rồi. Bán nhà thì ngon rồi. Mở nhỏ biết kê. Ủa còn gói à? Con nhỏ tivi thôi trên đây. Gói chả cũng ấy thôi, cũng cực ha. Có chả lụa nó cũng tựa tựa được không? Chả lụa thì chắc vậy thôi chứ gì đâu. Hên quá không ra bình bông. Gói mà dễ ra bình bông lắm. Đâu em cột chặt cái túi em lăn lại rồi nó. Ừ, cái bánh bự à. Bánh này cũng không có thua nhà em gói đâu. Bảo hả? Bảo đây có bánh chân. Ủa vậy à? Gói hả? Em nói thứ 6 gói là chắc là gói. Ổng gì ổng hấp luôn chứ xong mới sợ á. Ổng trong hấp, đang hấp bệnh á. À, xong một đoạn. Lăn lăn cho nó tròn lại chưa? Chưa. Gan nở rồi con. Lên á. Wow. Không biết cái này sao luôn nha. À, đòn này giờ bán ra như ta? 10 đồng hả? Giá đâu? 10 đồng sao lại? Ủa vậy hả? Ở ngoài tao nói bà gái bán đòn 16 đồng thì không? Một này không 16 đồng hả? 16 đồng là rẻ đó. Ủa vậy à? Tao nói 10 đồng chứ. Tính nó hai bán 15 đồng vậy. À, mà bự không? Ồ, có lý rồi nè. Ủa lấy anh Thọ anh gói cái này hơi ấy hả anh Thọ? Gói này đầu hơi thưa nè, thưa lơ mơ chỗ này nó bị bung không? Không, nó rách cái đó thôi chứ đâu có thưa. Nó rách cái miếng ngoài này thôi ạ. Miếng ngoài này nó có bị rách cho ta. Xong, sản phẩm. Nó không có... cái lá này nó không có dẻo á. Để cái dây á. Dây nào? Cái dây này dư mà. Hả? Có cái dây tắt không hả? Nè. Cái này rồi cầm vớt lại không? Máng phải không? Để về máng nè. Giỏi không? Đâu có tệ đâu hè. Nè, có thưởng. Đàn ông đám đang là phải vậy, biết gói. Ngon con nít rồi nè, bánh dừa nè. Dạ, rách hả? Là sao? Chú lấy chú rách hả? Ờ.
Cá chuối mà được phơi héo héo ha. Cái héo là dẻo lá, nó không có rách. Còn này lá chuối đông lạnh thì thua, đông lạnh thì đâu có ngon nó đâu phải. Nhìn lại em thì có. Nó giận là nó bỏ vô hốc nó ngồi trong á. Hay giận lắm á. Có cái dây lạc á. Cái gì? Cắt cái gì? Cái dây này là nó cắt được. Ồ, cái gỗ canh hơi bự nha, cái đòn hơi bự á. Bàn tay nha. Vậy là không được rồi, cái dây này hơi ngắn chứ không cho dây nó tròn. Chưa hả? Nó chưa đây. Kéo nó lên chút. Hả? Xong chưa? Giờ chịt dây nè, chành gói nè, chành cột nè. Đúng rồi đó, cho nó gịch này lại, gịch này lại. Đây, đây, đây. Này. À, chưa, làm gì lắm mày. Quay, đợi ba. Đợi ba. Đây. Này cho đành phải rút nè. Rút. Phải siết chặt lại cái. Siết. À. Thôi. Được chưa? Okay. Ryan. Ryan. Rồi, tới cho đành đi. Ryan. Vậy á. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Giỏi. Được chưa? Nhanh làm đi. Nhìn. Hả? Dây đành giờ gói nè, gói. Giờ cột nè. Được chưa hả? Gịch ra, gịch. Nè, gịch ra nè. Xíu lại. Xíu lại, vậy nó ớ, giống như mày. Ờ, vậy đó. Ờ. Xíu lên tí. Chặt thai nữa. Ờ. Ờ, one more. Xích lên trên tí, xích lên trên. Rồi, vậy đó, đúng rồi đó. Này, quýt kỳ nè. Quýt kỳ có bánh ở quýt kỳ. Được chưa? Không thay đây lại thay nè. Buông kia ra, buông tay kia ra rồi gịch. Ờ, lòn qua đây rồi gịch. Ờ, xong chưa? Không, that's it. Rồi giờ cột lại. Cột hả? Đây cột đây nè. Đây cột lại. Lên cầu đây nè, lòn đây. Quay xuống đây, ok. Rồi, qua đây. Lòn, lúc này nè. Qua đây. Làm cái gì mình quanh nha, cái gì quanh nha. Mine is longer. Sao mày chứ? Cái này anh gói nè. Anh
không biết nó hư không nữa. Hy vọng không hư. Đây cái này còn đây này. Còn này. Thì là chưa xong mà. Hả? Chưa xong mà. Quay. Dạ nha. Roll lại. Thì đánh nó thay đâu? Dạ. Roll cho tròn lại. Rồi vậy nè, rồi vậy tròn lại. Vậy đó à. Mày chơi tròn chưa? Tròn chưa? À, vô chưa? Nó dập luôn bây giờ nè. Vậy được rồi đó. Rồi được rồi đó. Write your name on there and bring it home. Hả? Đứng là ok đúng không? Đứng là à. Trời ơi, cái này thêm chắc khoảng 5 cái đòn nó vừa á. Chắc có 20 đòn là ok. Mình có thể đẩy 5 được không hả? Đẩy 5 được thôi nữa. Không, ý đó là mình để thêm được mà giờ đang chẳng đứng nè. Ý đó mình có để thêm được á, có thêm được á. Đẹp, ngồi quá là ok nè. Xong, hoàn thành. Công lao hai anh em. Cuối cùng cũng xong. Giờ phải đi nấu rồi xong. Giờ 1 giờ mấy khuya rồi, giờ đang ra thử bánh đi. Nấu sớm như từ 7 giờ tới 1 mấy giờ cũng 6 tiếng mấy đồng hồ rồi. Giờ ra thử bánh. Tại bánh thường mình nấu khoảng tầm 7 đến tiếng đồng hồ mới xong. Ra thử bánh đi. Giờ ra thăm bánh nha cả nhà ơi. Hey. Anh không muốn open, I want you to smell it. Wow. Đây, đây. Smell giống cái mùi bánh tét không? Wow, cái mùi thơm cực kỳ thơm luôn, thơm nếp cực kỳ luôn. Ồ, mưa thấy à. Đây là nhớ khi mình nấu bánh tét nhớ quê hương rồi bà cả nhà. Wow, mùi thơm, thơm lắm. Nhiệt độ giờ khoảng âm mấy độ, âm khoảng 23 độ. Bây giờ đêm nay chắc 26 độ chứ 23. Cái lò nấu khoảng 20 độ. Lò to lắm. Nấu bằng bình ga. Nấu cái nồi bánh tét mà chín mà chưa có châm nồi luôn. Qua rồi. Đây. Hồi nãy là cậu mình có nha, anh Thọ thì lấy đây mình lấy nè. Đẹp không? Quá. Wow. Đây, chắc chưa chín đâu không? Nấu khoảng 2 tiếng hồ nữa xong mới chín. Anh nấu 8 tiếng cho nếp nó nhừ. Nấu tiếng mà không đủ 8 tiếng. Giờ ở ngoài lạnh nó thấy khói khói lên mà lạnh xương. Đó. Đẹp của đẹp. Không nở luôn, quá đẹp, quá thành quả luôn nè cả nhà. Này công quân ti nó tột cái nha. Tột đều hết trơn luôn à, cái lông tay nó đều. Lạnh quá. Giờ âm ở ngoài âm khoảng nói chung thì khoảng gần 30 độ luôn á. Giờ lạnh quá. 26 độ âm á. Nhưng mà bây giờ em phải gọi cho anh cho ta anh nhét nó xuống lại. Nước nó nhiều mà. Nên nước nhiều lần mình đứng hay nằm ngang không được. Đúng rồi. Ok chưa? Thấy chưa? Hình như nó hơi cao đó, rồi cao á. Hả? Đúng á. Ai tiếp nữa. Thôi bye bye cả nhà nha. Để cả nhà để sáng mời mình cua bánh mình quay tiếp.
Lạnh quá. Lạnh quá vô nhà.